Nhiều người sau khi mắc COVID-19 đã săn lùng những loại thuốc có tác dụng hỗ trợ phục hồi chức năng, giải độc, thanh lọc phổi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia khuyến cáo, sử dụng thuốc không có chỉ định của bác sĩ có thể lợi bất cập hại. Ông Khang mắc COVID-19 và khỏi bệnh được hơn một tháng nay. Sau khi khỏi bệnh, vợ chồng ông mua nhiều loại thuốc bổ, từ các loại bổ sung canxi, tăng đề kháng cho đến các loại thuốc bổ phổi để phòng tránh hậu COVID-19. Chưa thấy biểu hiện cái gì lắm. Ví dụ như là vào phổi và phiếc cái thứ thì tôi cũng... Nó chỉ ở cái thỉnh thoảng là nó thay đổi khí hậu một chút thì là mình cũng hơi bị ho một chút, ví dụ như viêm họng thì các thứ thôi. Là cứ vẫn để phòng tránh thì là mình vẫn phải có những cái thuốc gọi là nó tăng cái sức đề kháng ấy. Sợ nhất là cái kiểu như là nó lây lan vào phổi ấy. Thế thì những cái thuốc ấy thì nói chung là gia đình cũng phải phòng bị, nó phải sẵn sàng. Gia đình chị Huệ cũng đang tìm mua các loại thuốc thải độc, thanh lọc phổi sau khi mắc COVID-19. Trên chợ mạng, hàng chục loại thuốc được quảng cáo thanh lọc, thải độc, hỗ trợ phục hồi phổi được bán tràn lan. Loại rẻ nhất có giá từ 100.000 đồng. Loại đắt có thể lên tới vài triệu đồng một hộp, nhưng chị vẫn không ngại tốn kém. Vừa rồi nhà mình cũng vừa mới khỏi COVID xong ấy. Thì theo nghe như mọi người nói thì là sau khi bị COVID thì nó sẽ thường ảnh hưởng đến phổi nhiều. Cho nên là mình cũng đang tham khảo và tìm kiếm một số những cái thực phẩm để hỗ trợ cho phổi. Và trên thị trường thì mình thấy có rất là nhiều loại, có những sản phẩm lên đến cả gần 2 triệu liền. Mình vẫn đang tham khảo và để mình tìm hiểu thêm các sản phẩm khác nữa. Khảo sát tại một số cửa hàng thuốc, rất nhiều loại thuốc bổ phổi. Khi được hỏi về thuốc có chức năng phục hồi, thanh lọc phổi, chủ cửa hàng giới thiệu các loại thuốc nhập, nhưng cho biết nhiều loại đã hết hàng do lượng mua quá nhiều. Kiểu thải độc với lại thải độc nó có cái đề tóc thải độc của nó uống hẳn cái loại đề tóc Boniven ấy, thải độc của Canada, nhưng nó cháy hàng rồi. Cách nhà em đặt nhưng mà nó cháy hàng, công ty không có hàng. Theo các chuyên gia, người bệnh mặc định tình trạng yếu sức sau mắc COVID-19 là triệu chứng hậu COVID-19 là chưa chính xác, bởi không phải ai mắc COVID-19 cũng bị ảnh hưởng đến phổi. Thì không có một cái thuốc gì, không có một cái loại thực phẩm nào có thể giải quyết được tình trạng sơ phổi cả. Mà mình cần là cần các cái bài tập thở, rồi cần ăn uống nó đủ chất, rồi dần dần có thể ở những người trẻ mà sức đề kháng tốt nó sẽ trở về bình thường. Thì là người dân là mình cũng nên bình tĩnh. Đấy, nếu cần dùng thì mình chỉ cần dùng một loại thôi. Mà không nhất thiết là những cái loại đắt tiền quá. Cái hộp thuốc mà nếu mà có các cái vị thuốc mà nó theo đông y chẳng hạn, nó bổ phổi thực sự ấy, thì nó cũng chỉ độ khoảng 100-200 nghìn thôi. Không nhất thiết là phải mua những cái hàng ngoại hay là những cái loại nó vài triệu đồng. Những triệu chứng ho, tức ngực, khó thở có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Để xác định các triệu chứng sau khi mắc COVID-19 có phải là hậu COVID-19, cần được bác sĩ đánh giá và đưa ra phác đồ điều trị. Ví dụ như là mình thấy FPO2 nó cũng không tăng này, rồi là có tình trạng là nó khó thở, có thể khó khi hít vào, khó khi thở ra. Rồi là cái tình trạng mà hụt hơi, đấy, hoặc là tình trạng mình đi ra chỗ đông người thì mình cảm giác rất là thiếu oxy, nó khó thở. Thì ngoài những trường hợp kiểm tra mà Bộ Y tế cũng đã có hướng dẫn ấy, thứ nhất là anh là cái bệnh nhân mà chưa tiêm đủ vaccine. Cái thứ hai là những người mà có bệnh nền hoặc thậm chí có nhiều bệnh nền. Rồi những người mà người ta dùng phải thuốc ức chế miễn dịch thời gian dài. Ba là những cái bệnh nhân mà cao tuổi, trên 65 tuổi. Và trường hợp thứ tư là những người mà khi mà người ta bị COVID ấy, người ta không phải là mức độ nhẹ, không điều trị tại nhà, người ta vào viện phải thở oxy, thậm chí những trường hợp nặng. Thì những trường hợp đấy thì kể cả không có các triệu chứng ảnh hưởng đến cái sinh hoạt bình thường thì cũng nên đi khám COVID kéo dài với hậu COVID. Cũng theo chuyên gia y tế, để giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục sau khi mắc COVID-19, người bệnh có thể thực hiện các bài tập thở đơn giản, cải thiện lưu thông máu đến phổi, giúp tăng cường chức năng phổi. Các bài tập như đi bộ, thể dục nhịp điệu, đạp xe, chống đẩy với cường độ vừa phải cũng rất hữu ích để phục hồi thể lực. Điều này giúp tăng nhịp tim và thúc đẩy lưu lượng máu, giúp chức năng phổi phục hồi nhanh hơn.